Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tốc độ lão hóa của cơ thể mỗi người phụ thuộc phần lớn vào những thói quen, hoạt động sinh hoạt của chúng ta hàng ngày. Không ai muốn mình già nhanh, chính vì vậy việc quan tâm chăm sóc bản thân tốt hơn là điều vô cùng cần thiết. Dấu hiệu lão hóa thường xuất hiện sau tuổi 25, tuy nhiên vì một số nguyên nhân chúng có thể xuất hiện sớm hơn thế. Hãy thường xuyên quan tâm đến bản thân hơn. Nhờ đó, bạn có thể nhanh chóng phát hiện dấu hiệu lão hóa của cơ thể và điều chỉnh chúng ngay lập tức. Đây cũng là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay chúng tôi muốn truyền tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Da khô, bong chóc bắt đầu xuất hiện vết thâm nám. Da khô, bong chóc trong thời gian kéo dài hoặc có các vết thâm nám là đặc điểm dễ thấy của tình trạng lão hóa sớm. Ngoài nguyên nhân do nội tiết tố, điều này còn là do ảnh hưởng từ lối sống, thói quen sinh hoạt hàng ngày. Xuất hiện nếp nhăn trên da. Dù còn trẻ nhưng cũng có rất nhiều bạn gặp phải tình trạng bắt đầu xuất hiện các vết nhăn, nhất là ở khu vực xung quanh mắt. Đây chính là dấu hiệu của lão hóa sớm mà chúng ta ít khi để ý. Tóc rụng nhiều. Hàng ngày tóc của chúng ta vẫn rụng khoảng 50-125 sợi. Tuy nhiên, nếu lượng tóc rụng quá nhiều thì bạn hãy chú ý hơn tới cơ thể, vì đây cũng là một trong những dấu hiệu của quá trình lão hóa. Tóc bạc sớm. Tóc bạc thường xuất hiện sau tuổi 40, thậm chí muộn hơn. Vì thế, khi còn trẻ mà đã có dấu hiệu bạc tóc thì cũng là một vấn đề rất cần được quan tâm. Rối loạn kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt không đều là dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh, thường xuất hiện ở phụ nữ sau 40 tuổi. Tuy nhiên, nếu trước 40 tuổi mà bạn rơi vào tình trạng này, thì đó có thể là dấu hiệu lão hóa sớm hoặc cảnh báo một số căn bệnh. Nếu tình trạng kéo dài không hết, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ để có hướng xử lý. Nhanh mệt mỏi khi vận động. Khi vận động mạnh như chạy nhảy, làm các công việc chân tay mà bạn nhanh cảm thấy mệt dù tuổi còn trẻ, thì tình trạng này cũng đáng báo động. Không chỉ nói lên rằng bạn lười vận động, đó còn là dấu hiệu của lão hóa đang đến gần. Rối loạn giấc ngủ. Đến tuổi lão hóa, chúng ta thường gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ với những biểu hiện như khó ngủ vào buổi tối, thường bị thức dậy giữa đêm, thức dậy vào buổi sớm. Cách phòng ngừa lão hóa sớm: uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày, tăng cường ăn rau củ, trái cây, bổ sung thực phẩm chứa axit béo omega 3, bảo vệ da khi ra ngoài, chú ý sử dụng kem chống nắng, đồng thời chú ý che chắn cho mái tóc khi đi ngoài nắng. Cẩn thận khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da, tóc, nên chọn sản phẩm có uy tín, đảm bảo chất lượng, vận động thường xuyên, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao với các bộ môn như yoga, bơi lội, chạy bộ. Thư giãn, giữ tinh thần thoải mái, tránh stress, ngủ đủ giấc, đúng giờ, tránh thức khuya. Những thực phẩm chống lão hóa: rau và trái cây. Nhóm thực phẩm này có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể bạn thải bỏ độc tố, giúp các tế bào tái tạo nhanh hơn và việc đó giúp giảm hình thành các nếp nhăn nheo, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của tuổi già. Protein là dưỡng chất rất cần thiết để làn da của chúng ta tăng đàn hồi và mềm mại. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein sẽ giúp tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể, cải thiện đáng kể tình trạng nếp nhăn. Cá. Trong cá chứa nhiều axit béo omega 3 rất có lợi trong việc trì hoãn lão hóa. Các axit béo omega 3 có trong dầu cá còn giúp bảo vệ tim, giảm thấp nguy cơ bệnh Alzheimer và giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, loại chất béo tốt này còn giúp bảo vệ da bạn dưới nắng. Các chế phẩm sữa, canxi và vitamin D rất cần thiết cho xương chắc khỏe, giúp bạn có một bộ khung khỏe mạnh, giúp bạn tránh được các bệnh như chứng loãng xương và bệnh xương thủy tinh. Không chỉ vậy, xương chắc khỏe còn giúp bạn có tư thế tốt, trông cao hơn và trẻ trung hơn. Ngũ cốc nguyên hạt có chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa tốt, giảm nguy cơ bị các bệnh tim và tiểu đường, giúp ích nhiều trong việc kiểm soát cân nặng, giúp bạn gọn gàng và thon thả. Trà xanh được cho là một trong những nguồn chất chống oxy hóa tốt nhất giúp cơ thể bạn loại bỏ độc tố và khỏe mạnh hơn. Uống trà xanh nhiều giúp bạn tăng cường trao đổi chất, cải thiện khả năng đốt mỡ của cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những thời điểm tuyệt đối không nên gội đầu để tránh gây hại tới sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.